nguyên một cái đoạn đường luôn á. Giờ thì trời hơi trễ rồi, nước nó cũng ướt bớt rồi. Đây là gặp một cái đoạn rất là dài luôn. Bữa nay chàng mời quý vị đi chợ quê nha. Chợ ngập nước rồi đó nổi. Đây cá linh mùa nước nổi quý vị. Đang làm chục tí quá ăn rửa rồi còn tí. Thật sơ được hoàn cảnh của bé Phước như vậy thì bữa nay thì Trang tới đây ha, thì Trang thay mặt cho chú Lưu Cát Nghĩa nước Mỹ để con một cái số tiền nhỏ, thì xin phép thay mặt cho anh Lưu Cát Nghĩa nước Mỹ còn giữ của anh cái số tiền là 1.000.000 á, em trích ra em cho bé Phước nha. Cái này là của con kia bằng chú Lucas, chú Hùng á. Cái này của con nè, con cảm ơn chú Lucas. Con xin cảm ơn chú Lucas đã trao tặng cho con 1.000.000 rồi. Chào mừng quý vị đến với kênh Trang Ăn Hàng, rất vui được gặp lại quý vị tại xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, và Trang đang có mặt ở một cái con đường quê quý vị. Vào mùa nước nổi năm 2022 thì những ngày cuối mùa này sẽ có rất là nhiều ngôi chợ bị ảnh hưởng chiều cường và mưa bão mấy ngày hôm nay á, nên là ngôi chợ một cái đoạn đường đi vô quý vị thấy sao lên Trang không ngập nước hết luôn á. Hôm nay Trang chia sẻ đến quý vị quang cảnh sáng sớm của ngôi chợ Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, và chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, và hy vọng là những cái thước phim này là cuối cùng của mùa nước nổi và bà con ảnh hưởng ít của nước lũ năm nay nha. Bây giờ mời quý vị cùng đi vào bên trong ngôi chợ với Trang nha. Một đoạn đường rất là xa luôn và Trang đi vô được nửa đoạn rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi bộ từ từ vô. Đây là cái đoạn để đi vô trong chợ nè quý vị. Có xe đồ. Rồi mình đi thử vô đây thôi. Dài ở trong chợ cá nữa coi coi. Đây chị cũng có bán cá đồng nữa. Một cái khu ngoài. Đẹp quá, vô đây coi cá. Nước sáng có lên tới đây không chị? Nước hồi sáng có lên tới đây không? Không. Nhà. Nhà. Đây một cái dãy bán cá thịt. Bán xe đẩy. Dướng xe. Ở đây có đặc biệt là giờ Đồng Tháp có sen nhiều nữa quý vị. Bà con sẽ sống bằng cái nghề là chở sen. Đi theo thôi. Mấy cô về trong chợ này. Đây là loại nước luôn nha. Nước quá nước nè. Giờ này chân đi là nước nó rút quá phải đó quý vị. Sáng ngập cao lắm. Đoạn cũng dài ha. Nào bây giờ thấy mấy cái con đường ướt hết trơn, mấy đường hẻm rồi. Hai cái dãy ngoài đường vô thì sẽ bán đồ ăn sáng. Buổi sáng nó chim hết. Cái chợ xa lắm, mấy cái đoạn đường ngập này vô có khoảng tầm khoảng có hơn 200 mét nhiều, 300 mét đó. Tại vì nó có mấy cái cua rồi nó quý vị. Trời đất này cũng vắng ha. Đây có tiệm tạp hóa lớn nè. Ướt hết rồi. Sinh hoạt bà con mùa này quá tệ chứ. Em gửi xe ngay đầu đường. Chợ thì chợ nhỏ thường không có chỗ gửi xe đâu quý vị. Nước nó đang rút nè quý vị ha. Cái này là cán cáo. Tại giờ đi ngồi chợ bữa nay thấy nó dài thăm thẳm luôn. Đi vào không tới chợ.
do là những cái ngôi chợ mà thấp thôi. Thì mùa nước nổi này ảnh hưởng chiều cường rất là lớn chị, cộng thêm mưa bão á, nên là nó ngập sâu luôn á. Có chợ là ngồi bán với nước. Chợ này cũng là một trong số những ngôi chợ ngập sâu như vậy á. Vì hồi điểm con đi nó hơi đúc, ở ngày thì con nước nó hay đỡ. Đây, gần như tới chợ rồi. Cô trong chợ còn ngập không cô? Dạ, trong chợ không có ngập. Dạ hả? Ở ngoài chợ cá là rút hết ha? Ở ngoài chợ cá thôi, con đi bên này ra. Dạ. Ngập người ta đây. Chợ cá còn ngập hả con? Còn. Dạ. Hôm nay cô đi chợ cực quá ha. Dạ. Ráng mấy bữa nữa là hết mùa nước rồi. Dạ. Cô ở gần đây không? Cô ở trên trường. Dạ, trên chùa. Chùa bên đây. Trường hợp cũng phải con bán cái gì? Dạ, con đi coi chợ mùa nước nổi. Dạ. Đi lên cũng quay đi, dãy cá nó rút. Dạ, nó còn ngập hả? Còn. Trời ơi, con thấy trên đây rút rồi, con mừng con tưởng ai. Dạ, con chúc cô sức khỏe nha. Dạ, con cảm ơn. Ở đây là một cái dãy hàng bán đồ. Vẫn còn ngập quá vậy rồi. Chưa rút. Sau nước rút bà con sẽ tranh thủ dọn dẹp. Gần tới chợ đó quý vị. Đi nãy giờ cũng 4 phút rồi. Ở đây còn mấy cái ngôi nhà kiểu gì kiểu hồi xưa ha. Gần vô được chợ rồi nè. Nước còn đọng ở dưới anh đây. Đây sẽ có mấy cái dãy bán đồ ăn sáng. Quầy thuốc tây rồi, chợ nhỏ nhưng mà đủ đồ nha quý vị. Ngôi chợ này có thể là thấp nhất trong khu vực huyện Cao Lãnh quá. Thường năm lần nó sẽ chịu ảnh hưởng của nước. Đây cái bến sông quê nè. Xa ra kia sẽ có bến sông. Cái gò này chắc thấy còn cao. Đi xuống đây thử. Hồi sáng nước có ngập lên tới đây không chị? Sáng có ngập không hậu? Ngập. Lúc luôn hả? Dạ, giờ lại lúc rồi ha. Dạ. Thì cũng đỡ. Vậy là gì? Bữa nay là chị ra chợ bán chậm hơn ngày trước hả? Nghĩa là ra trễ hơn nên không ngập không? Dạ dạ. Bà con sẽ giờ giờ lại mua bán quá vậy. Dạ. Dạ. Gắn vài bữa nữa chắc hết nước. Dạ. Phóng viên truyền hình nữa vậy. Dạ không, con làm YouTube là con đi coi chợ ở quê là. Dạ. Dạ. Con nghe nói chợ mình ngập nước nên con đi coi có cá mắm gì mua nước nhiều không ta. Giờ ở dưới chợ cá còn nước không chú? Chắc cạn rồi. Dạ. Cạn rồi cũng dạ. Chắc cũng còn lâu con xuống dưới. Dạ dạ. Chứ còn hôm là 4 rưỡi là 5 giờ là có nhưng ồ nó ngập sớm vậy luôn ha. Dạ 4 mấy 5 giờ ha. Ở 6 giờ ở vòng cái. Dạ 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 dạ. Tại qua con đi chợ ở Vĩnh Long rồi thì nó ngập cũng 6 tới giờ nó còn nước. Ừ, ở dưới thì nó sẽ... Đúng rồi. Cái con về trên này con nghĩ là dắt này còn nước mà dắt này nó rút rồi. Trên này bị gần sông cái. Dạ. Rồi mà ở trên này nó nước nó đổ xuống dưới, dạ, dưới dạ. Nó trễ hơn trên này. Dạ. Chợ mình chắc lâu đời lắm hả chú? Ừ, chợ này lâu rồi. Dạ. Rồi con cảm ơn nha, con chúc chú sức khỏe. Dạ. Rồi mời quý vị cùng đi tiếp một dãy chợ cá gần hơi chân dòng ngược rồi cho quý vị coi kỹ hơn. Coi khung cảnh mua bán của bà con như thế nào ha. Trang cũng đã vô chợ này một vài lần rồi. Là bông hoa cái cây. Rồi nước rút rồi. Nước rút rồi mừng rồi. Giờ này bắt đầu bà con mới bán được nè quý vị. Để chẳng đi ra bánh xăm được gì cho. Dễ chợ. Dạ. Nước rút rồi hả cô? Rút lâu chưa cô? Giờ cũng lâu rồi. Dạ. Vậy là bán được rồi. Con đi coi cá đồng mùa nước nổi rồi. Chẳng đi thẳng ra ngoài bánh xăm cho gì cả ha.
cá tép đồ đồng này. Chị cô chứ cái này mình làm gì dính hả chú? Ủa tươi sao rớ luôn ha, hồi sáng nó ngập nước ha, rồi giờ này mình mới dọn ra bán được ha. Dạ. À, cá này quý vị, cá đồ đồng không à, đồ thiên nhiên luôn á, cho quý vị coi cá đồng. Cái này mình đặt trong ruộng hả gì chú? Sông. Dưới sông ha. Cá nhảy sôi sấu rồi nè quý vị. À con quay cá mùa nước nổi. Dạ. Đi tưởng thôi giấc này còn nước, nhưng mà giấc này hết nước là con mới dọn ra bán được. Nước nổi là sáng sớm. Dạ. Có 5 giờ xuống đây. 5 giờ là có nước rồi ha. Dạ. Tôm xong, cát xong. Đồ chất lượng, cá rô đồng. Chị coi cá đồng. Này cá chạch. Mua gì chị mình? Cá chạch, chạch lấu nha. Xếp đông nè, tôm nè, mua gì chị hay chị coi. Lừng bơn nè, uống dừa. Bếp, xong. À đi, đi theo chú. Chú đi bắt cá thêm hả gì ạ? Hết cá hả? Rồi Trang đi qua đây cho quý vị coi cá. Cá trong nè, chị có cá trong nè. Cá tôm ha. Đây. Chợ mình cá cũng nhiều quá, Trang đi mới có 1 vòng rồi. Giờ nước nó rút rồi. Nhiều em bán cho nó đi, bán giùm cho nó thôi. Tôm xong. Hả? Cái này có rồi, sớm giờ bà nói gì vậy? Để con trai bà kêu đeo quen rồi, dở ra cái mua mốt cái bịch lợn. Đây là cá bóng. Trả 55 hàng tiền đi. Này cá bóng cát quá vậy. Ít có chỗ mà bán cá sống nữa. Này cá linh. Cá lần bơ nè, cá này. Thôi 20 về nhà bằng giùm nhỏ đi, nhỏ coi cá xe, cá rô cho người ta đi gì đồ nè. Đẹp quá ha. Làm không kịp rồi, chị làm không kịp rồi. Này, cá bóng dừa. Đủ loại đồ đồng luôn. Chắc này chợ đông không? Chợ cá mùa nước nè. Tôm nhảy sôi sáo luôn rồi quý vị. Có vàng cá thịt lấu gì nó có của tép tua rồi. Con này là tôm thiên nhiên chính gốc luôn. Dạ, đúng luôn. Ồ giờ này chợ đông nè quý vị. Bà con đi nè để Trang quay một vòng chợ cho quý vị coi, giấc này nước rút rồi nên bà con sẽ đi chợ nhiều lắm. Đây có bà ngoại. Ngoại bán rau. Ngoại bị móc thêm chân à. Thêm chân à. Trời hỏi thăm bà ngoại chút. Bà bán ra gì rồi, cái ghế nó lật rồi, rồi. Cái ghế nó lật ngược rồi kìa. Bà ấy cho con hỏi thăm bà một xíu. Bà bán rau gì vậy? Rau dền. Dạ. 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 Bà bán ngày vậy được nhiều không? Ngày 60 chục được. Dạ. Rồi bà tự hái hết luôn hả? Tự hái. Dạ. Ngày nào cũng đi hái luôn. Mùa nước và bơi xuồng hả gì? Bán này thì nghỉ ngơi đi nữa, mốt bán nữa. Dạ. Dạ. Hãy coi bà làm nè quý vị. Giờ cái chợ nó đặt lạnh gọn nè. Dạ. Ra đây đặt nữa. Dạ. Nhà bà con cháu đông không? 4 đứa gái, thằng trai. Dạ. Ở riêng 2 thằng già nè, tự đi tự làm vậy đó. Dạ. Đi gì nè. Chốn đi chứ không đâu có chân biết. Dạ. Ông còn khỏe không bà? Còn khỏe đã. Dạ. Đi đồ. Dạ. Con nè, con hai
mua rau gì đi ngoại. Dạ. Có bà ngoại đi chợ. Bà ngoại ơi, con biết được ngoại ở chợ Bình Hàng Trung nha. Là chợ Bình Trung. Con thay mặt cho anh Hùng ở Mỹ tặng ngoại số tiền nhỏ nha. Phụ ngoại một ngày mua bán nha, con tặng ngoại 300.000. Vậy của cô cho tôi hay là gì? Dạ của anh Hùng ở Mỹ cho cô. Vậy là cho ngoại. Cô cho là tôi không nhận thì cô cũng cực khổ. Dạ. Anh Hùng ở ngoài Mỹ gửi cho. Ha. Dạ dạ, không phải của con nên ngoại nhận đi. Vậy là con rất mừng ơn. Dạ. Mừng ơn nha. Dạ dạ, không có gì. Vậy là mừng ơn nha. Dạ. Tôi không có nhận tiền hỏi đây cô nói là anh Hùng ngoài Mỹ gửi. Dạ dạ. Mỹ thì nó hay gửi vô tới đây cũng cực chứ lắm. Dạ. Phải là nhận mới được. Dạ dạ. Dạ, tại vì anh hay gửi cho những bà cụ mua bán ở ngoài chợ đó. Như tiếp vào ngày hay rau. Dạ, mai ở nhà nghỉ ngày. Dạ. Cắt đi bà, cắt đi để mắt. Cái đó cầm cỏ xước phải không ngoại? Dạ. Thường ít bây giờ con đi chợ con gặp đó. Bà ngoại có con cháu đông không? Bà ngoại có con cháu đông không? À. Ở chợ mình nhiều người lớn tuổi vậy. Dạ. Ngoại đau ha. Dạ. Dạ thường thường à, ngoại làm cái gì? Ai cho tiền ngoại sống hay sao? Con có hai đứa con mà con gái nghèo nó sắp đủ mà dạ thằng trai ở trường học dạ rồi sáng ngoài phải đi bộ ra đi dạ, chợ là mấy tháng là chưa xuống mình nên nước ngập nhà nước ngập luôn nhà ngoại hả dạ trời ơi à, nãy giờ ngoại mua gì ăn rồi có gì đâu. Ờ, mua mấy trái chanh, ổ bánh mì. Ngoại ấy thì con trả tiền rau cho. Tiền rau nhiêu à, con? Trả rồi ha. Bà ngoại ơi, bà ngoại. À, con biết được ngoại ở chợ Bình Hàng Trung nha. À, con hay là anh Hùng nè, con gửi ngoại số tiền 200 ngàn nè. À, nhận đi. Cho ngoại dạ. Có gì đình ơn cho con. Dạ thả, không có ngoài giữ đi. Ơn, dạ. Dạ dạ. Dạ 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 dạ. Không có gì. Dạ. Mấy anh gửi cho anh bà cụ lớn tuổi á. Anh thấy ngoại lớn rồi, ngoại sống một mình á. Con gửi ngoài. Dạ. Câu cho đến ngày nay 80 tuổi rồi mà. Dạ dạ. Chỉ giả chết. Dạ. Rồi con chúc hai ngoại sức khỏe nha. Dạ. Dạ, nó phải chết sớm. Có mấy tháng. Dạ. Dạ mình lưu ra mình coi. Cảm ơn con quá. Dạ 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 dạ. Dạ dạ không có gì đâu ngoại. Dễ chật cá. Chợ này chẳng thấy người lớn tuổi nhiều. Chợ Bình Hàng Trung, bà Trang hay nhầm với chợ Tân Hội Trung hoài à. Đây một cái dãy cá. Chợ cá nhỏ gọn ha, nước thì rút rồi. Đi qua đây coi coi bán cái gì. Cái này là bánh xong nè. Để đi tắt qua chợ bánh xong cho quý vị coi cái bánh xong, nguồn nước.
bà con đi chợ bằng ghe xuồng. Nước nó ngập nè quý vị, nó còn ướt rồi nè, nước khô rồi, nước rồi. Cái mùa này là đi chợ bằng xuồng hết. Bà con canh giờ này chợ cho nó bớt ngập. Đi chợ bằng xuồng không hả cô? Dạ. Nước ngập quá ngập rồi. Này cô về. Dạ năm nay quá nước rồi. Này cô về tới đâu ăn? Cồn bên đó kêu là cồn gì cơ? Cồn sậy ha. Dạ. Rồi nó ngang bên bên hàng chung mình luôn. Dạ cồn sậy. Rồi con chúc sức khỏe nha. Dạ. Mùa nước nổi ra trời quê. Đây cô cũng đi lên chợ đi xuồng luôn hả cô? Dạ. Nhà cô có ngập không? Ngập luôn hả? Dạ. Có nước rồi. Đi chợ không biết chạy xe đi bằng xuồng không? Dạ. Dạ đó giờ đi xuồng luôn. Nhà con chị cao hơn nhà tôi rồi. Nhà chị cao. Ngập bình địa hết. Dạ. Giờ ba cái gạo mạch luôn. Dạ hả? Ồ quá chừng nước nôi luôn. Đây. Đây coi cá cá rồi. Chợ này là chợ cổ. Chợ cổ đúng rồi, lâu năm lắm rồi. Nè quay đi để đây. Dở dùm ăn nha. Kéo lên cây cho nó thấy kìa. Cá này cá gì ta? Cá linh. Cá linh. Không thấy nổi. Ồ cá linh mùa nước nổi nè quý vị. Để cái chai cho nó nổi lên đó hả? À, rồi, cảm ơn nhiều. Còn đó cá của mày lên truyền hình rồi đó. Con ở đâu mà con lại đây bán? Ở ngoài chợ hả? Nhà ngoài chợ. Ừ. Mùa nước đi đứng cẩn thận nha, biết lại không? À, quý vị cặp bờ sông nè, quý vị thấy không? Nó có thể là nó lé đé chừng à. Bà con thì sẽ sống hai bên bờ sông nghề văn lưới à. Như cô đang gỡ cá vậy bảnh rồi. Đây, cô vất vả. Cực quá ha cô ha, mùa nước mà. À, đây là khúc ghe tàu, bên kia có chỗ bán gạch ha. Bà con đi chợ bằng ghe tàu hết. Giờ này bà con mới bắt đầu đi, tại vì lý do là sáng ngập quá. Săn quần lại không hả cô? Dạ. Cô đi bán gì hả? Bán rủi, bán rau. Dạ. Nhà mình cổng ngập không cô? Ngập luôn hả? Hổm chạy linh láng hết trơn. Nó là thuộc xã gì? Xã này luôn hả? Xã Bình Trung nè. À Bình Trung luôn. Đây, tôi hổm tới đây. À. Mà lộ nha. Dạ. Tại vì mình ở dưới chủng á. Dạ dạ. Tới đây nè. Dạ. Chơi bắt cá. Biết nào. Vậy là tình hình chung rồi, ở đâu cũng ngập rồi. Bình Trung. Xã Bình Trung. Xã Bình Trung. Ở đây là Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây. Người ta kêu, bà con sẽ kêu tắt là Bình Trung, Bình Tây. Đó, mình đi vô trong chợ coi cá nó nhiều không. Bà con đi chợ, em bé được con loại ghe xuồng được không à. Đây là ghe cá nè. Đây là cá. Chà. Mùa nước quê mình cá nhiều không chị? Dạ, cá này của em căng không mà chị ơi. Dạ hả? Ừ. Cá cha. Ơi đi qua đây coi cá này. Cái này kêu con cá ha. Cá út á. Út với cá he, màu vàng. Đây là con cá lăng. Lăng cá heo. À cá he vàng. Dưa hồng. Mở con cá nha. Dạ. Cá heo vàng. Đẹp ha. À con đi chợ trễ nha quý vị. Cát này nó hát nước rồi. À đi qua đây. Có một số chỗ là dạ. Có một số chỗ là bà con nay chắc nghỉ bán, lý do là nước quá nước. À, đi về dài dài đây. Đồ thì đồ
sáng cô bán nước rút chưa? Có nước rồi, nước hả? Dạ hả? Ở phòng trong kia kìa, mới giờ xuống đây. Dạ, mới giờ xuống đây được hả? Ở phòng dạ. Dạ. Cá Linh. Sáng nước nhiều là kiếm chỗ khác cầu không rồi. Dạ hả? Phòng trong kia, mới giờ xuống đây nè. Chợ này như chợ Chợ Nổi. Dạ phải chợ Nổi ngã 7. Dạ. Ngã 5 ngã 7 gì để về đây quá. Này cá Linh con lớn ha anh ha. Dạ. Dạ. Có hai thằng mấy rồi. Dạ. Thì hình như bây giờ là cá Linh ở đây bao nhiêu ký? Dù giá 50, 60, 70. Dạ. Cá tươi ngon nhảy sò sói luôn á. Cá chết này bỏ luôn đi không bán được đâu. Dạ. Cá chết không bán mua được. Dạ. Dạ ừ, đúng đá, cá muối đá chở gì bán được. Vậy cái gọng cá Linh ở dưới là của anh đó hả? À. Cá nhảy nè. Cá Linh này đúng là cá Linh luôn nè quý vị. Đúng là cá Linh. Dạ, không có nhiều chợ người ta pha. Pha cá vuông chứ. Dạ, pha cá vuông hả? Em không biết tên nhưng mà em ăn em biết. Nó dài hơn, cá dạ. Nhọn hơn, đầu cá nhọn hơn. Đầu cá nhọn hơn nha. Cá Linh đầu tròn, cá kia đầu nhọn. Dạ. Cũng là ná vậy đó. Nó giống lắm. Mình ăn cá tàu tròn do còn cá kia nó dài. Dạ. Nữa. Nếu mà ăn không chuyên nghiệp là không có biết. Dạ. Chợ cá Linh, chợ cá. Đây là bán ớt. Ngoài đây cho quý vị coi cá này nè. Cá sát. Đi mùa này đi chợ là phải bắn cái chân xuống dưới nền đó quý vị. Sợ chọt. Dạ. À, cái xác đó. Xác cái út vậy á. Ừ. À, ngay chợ đi dài xuống dưới này. Đi thử một vòng nha. Chợ thường là chợ xã nên nhỏ lắm, không có lớn đâu. À, đi đi đường này đi. Một dãy chợ ngập lên tới đây ha. Sập thật. Ủa vậy Trang đi ngược đường nè. Trang phải đi ngược lại. Có một số sạp là con nghĩ lắm nữa. Đây là khu đồ chai. Dạ, con đi coi chợ quê á. Dạ, ngon lắm cô. Con vô đây con ngào bàn. Dạ. Đồ chai. Cô bán đây hồi sáng có ngập không? Có, ngập. Dạ. Rồi mình dọn hàng cho sớm lại luôn. Vừa ngập vừa bán luôn. Dạ. Thôi cố lên chắc vài ngày nữa con nghĩ với. Dạ. Dạ. Rồi con chúc cô bán đắt nha. Dạ con cảm ơn nhiều lắm. Dạ. À, cái khu trong này nó hơi tối không quý vị. Dạ. Đi lùi lùi rồi. Dạ. Để đi lùi rồi cho quý vị coi một góc nhìn của ngôi chợ. Con đi coi chợ mùa nước nổi. Dạ. Ồ nó ngập qua bên đây luôn nè quý vị. Nó ngập dài qua bên nhà ta luôn. Dạ. Giờ này đã nước rồi. Ngập tới đây nha. Dạ. Tới cả gang tay luôn ha con ha. Nhiều lắm con. Dạ. Rồi sáng cô dọn ra sớm luôn. Sáng cô dọn sớm cô đi bán. Dạ. Dạ quá nước à. Nước ngập quá. Cô bán bún bánh nước thôi cơ. Cô bán bánh tầm. Bánh tầm. Ừ. Sáng dạ. Là cô tính nghỉ bán luôn á. Dạ. Tại vì quá nhập cái cô tính dạ. Nghỉ mà. Rồi cô dọn đồ ra đây là cô phải đi qua cái đoạn nước đó đẳng hả? Cô tới đây. Ồ tới rồi gói luôn hả? Đi luôn hồn. Đi gì nè. Dạ. Cà đi chứ đâu có dám đi mà. Đi dạ. Lấy cái là đổ đồ hết. Dạ dạ. Rồi cô phải đi cùng. Ôi ôi. Cực quá. Đi cả nửa tiếng. Thôi, cái đạo ngoài vô xa lắm á. Ừ, đi vô tại vì nước nó ngập tới đây. Dạ. Rồi cô mà nếu mình già mình đi nó dạ. Quá là sợ. Dạ. Rồi cô thấy dạ. Dạ. Hay dạ. 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 Thôi cô làm con mịt bún đi. À. Con mua tiếp cô cho nhanh về. Hộp hay bọc? Dạ hộp á. Làm con đem về, con chưa có ăn. Đây cho quý vị coi đồ ở chợ quê nha. Tội nghiệp mấy cô mà nước này quá. Khi mà dọn hàng cho cũng... hả? Không, con là người gần đây lắm. Con ở Mỹ Long á. Dạ. Nhưng mà con thường đi chợ ở nhiều nơi lắm. Ừ. Nhưng mà chợ là nước dữ lắm con à. Dạ. Này cô làm nhà hết hả? Nhà hết con. Bữa nay hết nhà ăn chay rồi. Hôm nay mùng 2 luôn rồi. Tháng này không có 30. Ừ, tháng này 29 rồi.
Trái giò này cô làm bằng gì cô? Cô chiên bằng khoai cao nè. Con nhìn cái con thấy nó lạ hơn cơ. Ở trong là khoai cao. Khoai cao ướp. Dạ. Yeah. Ừ. Cái bánh tráng ở ngoài là kêu bánh gì? Bánh tráng bí. À rồi con hiểu rồi. Nhưng mà cô cuốn nó khác người ta. À, cô cuốn vậy là cho nó đừng có dầu. Dạ, yeah, đúng rồi. Chứ hay ha. Ừ. Cuốn mà bít đầu bít đuôi có đúng dầu. Rồi, đúng rồi. Ừ. Con nói con mới hiểu. Dạ phải, con phải ớt, phải ớt cũng được. Kệ đi nữa con dứt cho. Một hộp vậy là nhiêu cô? 15 là con. Dạ. Cuốn này không cuốn tròn thì cuốn như này nè hả? Chỉ cuốn tròn là dầu nó còn mắc ở trong. Dạ. Còn là cái mình uống vậy. Đúng cái vậy, chừng đế. Bạn ngồi đây hay gì đây? Đó đó. Đây đây hả? Dạ. Đây. Chả giò. Nhưng mà cô chiên nó không rớt ra hay á. Không. Cô có cần phải dúng dúng lại cái đuôi không? Không. Cô chiên. Dạ. Không cần. Không cần phải dúng dúng lại nhưng mà nó không rớt cái nhân luôn nhỉ. Còn mình cuốn mà nó còn rớt. Vậy là cô để cho chỗ cái mí xuống trước hả con? Ừ, để cái mí xuống hả con? Dạ. Để cái mí xuống rồi đừng nhúng nhích cho nó dính lại trong rồi mới bắt đầu chở. À. Dạ nó giòn hả chở. Dạ, nè con để tiền, cô để đi chút nữa. Đó bằng để thôi. Rồi dạ, con cảm ơn con chúc cô bán đắt nha. Rồi cô cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Dạ. Rồi mình đi một vòng. Dạ. Hồi nãy đi vô sớm mà thấy cái chợ ngập chơi ha. Đây bánh mì. Bánh mì thịt ở chợ quê. Thôi nữa rồi. Mì. Đi một vòng đây coi. Coi dãy bánh quê. À, xương xa nè. Xương xa hộp lụ. Đồ chai. Thăm. Nhà. Tham quan chợ mình đấy. Nè, xôi mặn. Xôi xanh nè, xôi đậu xanh quá ha. Xôi xanh. Ủa rồi tham quan quá vậy? Đừng có lấy chả giò. Sợ dầu hả? Không ăn. Này cá bóng chai nè quý vị. Cá bóng chai, mắm chai, củ qua chai. Ồ, chỉ khéo quá. Ruột rồi nè. Này bánh chai. Bánh qua dạt. Qua dạt này chị bán sao? Qua dạt bán sao nè? Đấy em vài cái, hai cái. Bán nhiều em. Để đi cho chị làm đi. Này là rau câu cà phê. Mấy? 57. Rồi 157. Có ớt chưa? 117. Có miếng ớt. Đâu? 117. Cái cảnh mà săn quần ăn giữa chợ chỉ có ở miền Tây nha quý vị. Cười cười. Nước á. Nước bánh mặn nè. Thôi quý vị em. Lấy em hai cái bánh nè. Ăn mặn ha, ba con cũng ăn mặn lắm. Dạ, để muối vô đây. ăn muối mấy ngày luôn. Nhầm gì cái mấy chuyện này. Rồi, làm cho bà bán một lúc 10 ngày đi. Rồi nè. Nước. Rồi, không? Cho vô đi. Nước mắm chai à? Nước mắm là bằng đậu nành. Chai mà không có bằng. Hấp dẫn á ha. Làm nguyên chất. Dạ. Cô bao ăn chay hả? Người là 14 năm. À ăn chay trường. Hai cái à, dạ. Dạ hai cái. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Này, cái cô là loại nước bán không? Chị có uống nước mía không? Có uống nước mía. Dạ không. Còn không. Nó mì em làm cho. Dạ có con nha, có em nha. 10.000 hình mẹ luôn đi. Dạ. Này là xài xài ù. Xài ù, hàng gì con nhìn. Con coi trái xài ù quá nha. Tại lâu lắm rồi con không có gặp trái xài ù ngoài đời. Xài ù này nó xấu tại vì nó bọc đó con. Dạ. Lên cho mẹ, lên đài cho mẹ. Xài ù. Còn đó Đài Loan. Cái này thuộc dạng hiếm bây giờ đúng không ạ? Bây giờ ít ra trồng cái xài này lắm nha. Dạ. Xài ù. Quýt. Này xài Đài Loan thì chẳng biết rồi. Dạ. Xài Đài Loan. Cam quýt. Bên kia là xài dép. Dạ. Dạ. Để Trang qua đây Trang cho quý vị coi nè. Bữa nay
Cái này xài ngoại lấy hay ngoại trồng? Lấy mua con. Dạ, để con coi cái xài này. Con này xài ù. Dạ. Ù luôn không ạ? À, nhìn giống các loài lộc quá vậy. Nó cái ù chín cây con đã trồng chụp nó đẹp. Hồi trước trời Trang hay nói quý vị là xài ù nó giống xài ép, giống xài các loài lộc. Thì bữa nay là hai trái này đây nè quý vị nhìn phân biệt được không? Nó cũng có chấm chấm trên vậy đó. Nó giống cho xài cát phải không ạ ha? Ừ, giống mà điều nó mập. Nó mập hơn. Dạ. Đây. Xài xài ù. Xài ù nhiêu ký ngoại? Có 15 ngàn hả con? Dạ. Đây là cát chu. Ừ, cái này cát chu. Trái trái mùa nên là xài nó không được đẹp nè. Cái này nó không có xài luôn. Dạ. Đây. Cái này cũng là chu. Cát chu chín. À, để con mua quýt đi, tại con nhà con có xài. Hả? Cái này con uống nước đi. Uống nước con để vô miếng đường với con đập nước đá vô ha. Uống dạ. Rồi. Con thích uống quýt. Nó chua chua, nó thơm thơm. Hồi sáng á, hồi sáng. Một tháng lãnh được nhiêu tiền? Lương của con còn thấp á, đủ vậy xăng xe thôi à. Vậy hả? Dạ. Đủ tiền xăng. Hồi sáng ngoại ra đây bạn gì ai chở đồ ra tiếp ngoại? Dạ, đi xe đạp đó, mà chở đi đạp đó. Dạ hả? Mày dẫn ra. Dẫn ra? Ừ. Đi xe đạp. Ừ. Rồi bán một buổi chợ vậy bà ngoại lời được chừng nhiêu? Trời ơi con ơi, vài chục ngàn này con ơi. Dạ hả? Ừ. Con cái nhà ngoại đông không? Con mẹ cháu ba trai ba gái lận. Dạ, ba trai ba gái. Dạ. Có tư, có chồng, có tư riêng chân con ơi. Dạ, giờ ngoại sống với ai? Sống với thằng cây Út. Dạ. Đủ sống không ngoại? Đủ. Ừ. Thì gần như con có tiền thì con mua đồ ngon, không mấy thì mua linh là ăn bảy ba vậy đó. Dạ. Này quýt này ngoại nói nhiêu ký? 15 ngàn hàng. Con về cho con lượm mấy cái đỏ về uống ngon lắm. Dạ hả? Ừ, mấy cái đỏ như nó chín. Dạ hả? Ừ, con chín con sợ con uống không kịp á. Con uống cái đỏ trước nha. Thôi, à, con làm không kịp. Vậy hả? À. À, hai ký chứ giữ. Ký gì? Hai ký mấy rồi? Hai ký mấy à? Vậy lấy ra đi, lấy đủ hai ký cho con thôi. Cho chẳng dễ tính tiền. Đâu có nhiêu đâu. Ở coi hai ký cho mẹ tính của con. Hai ký tư. Hai ký tư. 400 gram kia nó có 2 ngàn, 3 ngàn, 6 ngàn, cả mẹ 5 ngàn. Là có 35 ngàn. Dạ, dạ được. Mẹ tính dạy cho con thì bỏ ngón kia đi. Dạ, dạ. Mẹ bỏ ngón à. Chợ nè quý vị. Rất sáng đâu ngập ngập vô trong này thôi ha. Đâu ngập hết sao. Dạ. Lậu xăng quần lậu. Từ dạ. Ngoài lậu mà mẹ dắt chạy ra dần 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 vô vậy đó. Dạ. Dẫn bộ. Nè con gái. Khỏe nha con. Dạ dạ con cảm ơn. Dạ. Ê, khoai từ tươi nè quý vị. Mùa này là có tới mùa khoai từ rồi. Dạ. Nước ngập quá ngập. Trứng vịt. Trứng vịt như chục chị? 35 ngàn ha. Trứng vịt. Quá nước rồi. Rồi mình đi một dọc xuống đây ha. Hồi đó giờ chắc lần đầu tiên Trang đi vô chợ mà đi vậy này. Mảng cầu hả cô? Mảng cầu vườn hả? Mảng cầu nhiêu? 15 ngàn nhiêu? Thì 15 ngàn nữa. Thì để trái cầu vô được. Ngoại chuối ngoại bán sao ngoại? Dạ. Mấy con nải đi. Mấy con nải bè nè. Dạ. Cô đi cân giùm nè. Chợ quê. Bà con bán thấp lắm quý vị. Ngồi thấp. Nước ngập hết trơn. Dạ có con nhiêu ạ? Chết rồi không có tiền lẻ rồi. Ngoại mơ ngoại thói con nha. Một Phật cái bắt nước sau rồi cái thả để muỗng đường với muối và chổng cái lột thả vô ăn nó ngọt hơn hả sao ngọt ngon dữ lắm dạ dạ
Không, cái này con nghĩ nấu chắc được rồi. Đỡ ướp mướp mà. Ừ, nó ướp thì nóng thì ngon. Ướp thì nó hơi mềm là cứ. Có hai trái đó thôi nè. Ô, mỏi chín quá. Quá rồi. Chín quá. Sống quá thì nó không ngọt. Con sống không ngon, sống ăn nó dẻo lắm. Dạ. Nó dẻo vậy đó. Trái chuối nó cứng mà nó dẻo ngon. Ừ, con thấy nấu chuối vàng. Dẻo cơm nè. Dạ, dạ không ạ? Dạ dạ không có gì. Bán xong hết luôn không ạ? Còn lỏng không vậy? Lỏng ăn mua giùm coi. Tao vô tao xíu rau mà mua gì chá. Đây ngoài bỏ cho con đi. Cho tặng con ơi. Không không có trả tiền mà. Nè. Mày có cái bọc gì không? À, sao không mua giùm luôn? Bó rau của con nhiêu ngoại? Cái bó rau của con nhiêu? 2 ngàn à. Nè, con gửi tiền ngoài. Mang ơn nha. Dạ. Ơn dữ lắm, mang ơn nặng lắm. Dạ, dạ, không có gì đâu. À, vừa rồi là những hình ảnh mới nhất. Dạ. À, vừa rồi là những hình ảnh mới nhất về ngôi chợ Bình Hàng Trung. À, không khí mùa nước nổi bà con ảnh hưởng rất là nhiều, gì rất là cơ cực luôn á. Nhưng mà cũng phải cố gắng thôi. Hy vọng là có nhiều ngôi chợ ở miền Tây ngập nước á, sau cái mùa nước nổi năm nay thì bà con sẽ ổn định lại cuộc sống nha. Mà cầu chúc cho tất cả được bình an khỏe mạnh nè, cũng như là công việc thuận buồm xuôi gió. Con xin phép kết thúc clip này ở đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những đoạn clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ thì Trang sẽ đi về một cái hoàn cảnh của một em mồ côi ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha. Và quý vị cùng đồng hành với Trang để đến thăm hoàn cảnh của em. Trang tạm dừng ở đây ha. Chút nữa quý vị cùng đi về hoàn cảnh của bé ở Mỹ Hiệp mồ côi với Trang nha. Thì hiện tại Trang đang có mặt ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và đang đứng trước hoàn cảnh của bé mồ côi, mẹ mất rồi và bé không có ba quý vị và sống một mình ha. Trong cái đoạn clip mà phát gạo cái lần mà anh Hùng ở Mỹ về thì Trang có giới thiệu hoàn cảnh, nhưng mà chưa có cơ hội đến tìm hiểu hoàn cảnh của bé thì hôm nay Trang đến đây. Mời quý vị cùng đi vào bên trong với Trang ha. Con tên gì? Hữu Phước ha. Dạ. Đây giờ dì Trang về nhà con chút ha. Dạ. Dì Trang đeo cái mic con nói chuyện dễ nghe hơn nha. Dạ. Dạ rồi. Đây là bên ngoài ở nhà có bé. Đây là bên trong. Em mời quý vị đi vô trong. Đây con ở mình ha. Dạ. Rồi con vô đi. Đây là mấy dạ con chào cơ. Đây là dì ha. Dì là dì của bé. Dì nãy giờ Trang nhờ dì chở vô. Cô là sao với bé? Dì nữa. Dì luôn. Là mình ở gần đây luôn ha cô. Nhà tôi trên đó, nhà này nhà con dâu. Nhà. Mẹ con nó chồng thôi mới chia cho ở đậu đây. Nhà. Rồi nó mần mướn mần thuê nó mua được miếng đất ở ngoài kia tính để nó mần có tiền cất nhà, chụp chưa mần có tiền thì bệnh tới rồi. Nhà. Đó rồi bệnh tới rồi. Để mình nói chuyện nghe, mình vô đây nè. Ngồi đi con, ngồi đây đi con. Con ngồi đó đi. Bệnh tới rồi tính là bệnh nó bán đất ngoài thôi nó mà bệnh, nhưng mà mới vừa kêu người ta bán đất thì sao hẹn ngày chồng thì nó mất đó, nó trở về. Nhà.
đó, rồi giờ ở tạm đây với gì, lên xuống đây với gì. Dạ. Ví dụ như có cho nó được thì nó về ngoài cái miếng đất của mẹ nó chôn nó ngoài ha, cho nó ở. Dạ. Đó. Là mẹ con mất rồi chôn ở đâu? Chôn ngoài miếng đất, mua ngoài đất. Miếng đất ngoài chợ. Dạ. Nó gần gần ngoài đây nè. Ừ. Dạ, cho dì Trang hỏi thăm con xíu ha. Dạ. À, là con nãy con nói con tên gì, con Phước hả? Dạ, con tên Lê Hữu Phước. Lê Hữu Phước, con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 15. 15 tuổi. Con còn đi học không? Dạ không, con nghỉ rồi. Mẹ cha thôi, dắt tới dắt lui nghỉ học mẹ rồi. Rồi giờ hiện tại ví dụ như thường ngày con ở nhà con làm gì phụ? Dạ con đi bằng mướn. Mướn là ai? Dạ. Mướn con làm gì? Bằng cho mấy gì? Mấy gì nè. Đằng cái mấy đây nè, cái xích lên đây nè. À, thường là con mặn gì? Dạ con mặn chanh cho dì Bảy không ha, đi mặn cho dì Tám trong vườn. Chanh rồi con đi lựa chanh cho người ta ha sao? Dạ ginh tiếp dì Bảy lên cân. Ginh nổi không? Hai người vô qua vô thùng. Dạ. Rồi ở đây là tối ngủ đây mình. Dạ. Rồi con ví dụ như con ngồi xích tới đây nè, ông mà con chú coi. Ví dụ như con có muốn học nghề gì không? Dạ, con không có tiền. Thí dụ sau này con có mơ ước là con học cái nghề gì để mà con đi làm nó ổn định hơn không? Nghề gì nói con muốn ở con hơn. Muốn làm sửa xe. Sửa xe à? Dạ. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ con 15. 15 là khoảng lớp mấy? Lớp nó nghỉ hồi nó mới lớp 5 á. Dạ. Chứ không phải nó mới nghỉ đây. Dạ. Cha mẹ thôi rồi dẫn nhau về đây làm nhỏ nghỉ luôn. Dạ. Nghỉ luôn. Dù ấy là con muốn đi học sửa xe. Dạ. Sửa xe giờ học mắc không? Sửa xe. Đi học thì đóng tiền học, với lại học rồi phải có tiền để mình ăn cơm, nước rồi đó. Mình có cái nghề cũng mới sống được. Thì nó đi học ví dụ xa thì phải ở chỗ đó, còn nếu gần thì chạy về đây ăn cơm, nước. Con nghĩ chắc ở đây nó gần mà, đây vòng vòng. Có gì gần thì chạy về nhà đây ăn cơm ké mấy gì đồ thì được, phải không? Vì gì để dì nói cho con nghe là vậy, có cái thằng ngoài chỗ cái cầu đó, nó thấy thằng này mẹ chết. Rồi nó mới nói vậy thôi, con mẹ chết hôm ngoài đi rồi ra đây. Dạ hỏi. Ra, dạ, ra đây á là chú dạy thí công cho. Dạ. Mà nó ngay tội nghiệp nó lâu lâu cái nó gửi vô nó cho 200 10 ký gạo. Dạ. Là lâu lâu đi ngang là nó kêu còn mấy nó gửi người ta vô, đó nó ngay muốn tội nghiệp phần đó. Dạ. Rồi thằng này nó tính là gán mần rồi có tiền rồi như có vụ để bổ quại mẹ nó rồi chắc giáp năm rồi là nó đi ra ngoài nó mần thí công. À, là đặng có cái học sửa xe ha. Có cái nghề rồi đặng mà mình mà ở đó luôn mình mần rồi người ta cho tiền lương như tiền. Dưới giờ dày rồi đi mần cái gì nữa. Rồi bây giờ thường ngày là ra ngoài nhà gì ăn cơm. Ra ngoài lựa chanh, nó ngay mười một bữa thì cho 30, 40 chứ không có cho 50 là cao. Vì gì đâu có lựa nhiều mà ginh đâu có nổi. Đó, còn như ngày nào mà ít chanh thì về đây đi mần cho dì nó thì cũng phù hợp gì cho 20, 30, 50 chứ không có cho nhiều. Nói chung là còn nhỏ quá cũng không có tiền để cho. Quê mẹ của con. Cái này là quê mẹ. Quê mẹ bên Vĩnh Long á. Bên Mỹ Thận bển rồi thôi chồng rồi không có chỗ ở. Rồi tôi mới cho ở đậu cái nhà này là nhà của con Gieo ở. Cho mẹ con ở đậu rồi nó tính mặn nặng nó cắt ở ngoài ngoài đó nó mua được miếng đất ngoài đó. Nhưng mà chưa có lại đâu hết thì bệnh chết đó. Nó bệnh rồi nó mới kêu bán, bán nó đi trị bệnh. Bệnh nhưng mà chưa có hết bệnh thì chết rồi. Rồi nói chung ra là kêu là có 60 triệu hay gì hà. Mà ông kia thì ông trả 50 triệu có cái nền không hà. Rồi sao ông mới đi ra ngoài ở, rước ra ngoài bệnh rồi ra ngoài ở sao chịu chụp. Là sao ông chịu mua 60 triệu rồi ông chụp đâu cỡ này dắt giờ này là chồng tiền nè. Là bây giờ con hỏi nè. Thí dụ như bây giờ mà từ đây mà ra ngoài xa không? Cũng không xa không. Cây số thì nó xa. Rồi mới vậy đó, rồi cái tóc sao xuống Vĩnh Long tôi. Hai mấy chị em tôi xuống Vĩnh Long thì ổng kêu chồng tiền. Thì nói thôi khoan để đình ra đi, bị em tôi nó chuyển viện rồi. Thì đi xuống dưới nằm đâu chứ chừng khoảng có 3 tiếng đồng hồ nó chết queo rồi bán cái gì. Giờ để gì rồi nó chôn nó. Chứ giờ để đi thiêu nó phải bán được rồi đi thiêu rồi. Thấy mò chỗ rồi. Chôn luôn. Nói vậy. Nói chung là con sống ở đây là nhờ vào mấy gì, thấy nó hơi tội quá ha. Tội lắm. Tội quá.
nhìn nó mà khóc hoài. Con cố gắng ha, để gì Trang hy vọng coi có điều kiện gì đó thì tìm hiểu hơn về con. Thì Trang rất là hy vọng, Trang cũng rất là hy vọng nếu mà có cơ hội Quý Mạnh Thường Quân sẽ chia với hoàn cảnh của bé Phước. Thì Trang nghĩ cái cần thiết nhất bây giờ chắc có thể là phải cho bé nó đi học cái nghề. Chứ bây giờ không có người thân, không gì hết thì không có cách nào. Ví dụ như giờ con có thể giúp nó tiền một chút đỉnh hay gì đó thì cũng được vài ngày rồi hết hả? Đúng rồi. Nhưng mà phải có cái nghề để con tự sống, tại vì bản thân con giờ không có người thân. Càng ngày càng lớn thì có nghề mới sống được. Sơ lược là hoàn cảnh của bé Phước là như vậy. Thì bữa nay dì Trang tới đây ha. Dì Trang thay mặt cho chú Lucas Nguyễn ở Mỹ gửi con một cái số tiền nhỏ. Dì Trang xin phép thay mặt cho anh Lucas Nguyễn ở Mỹ, thì em còn giữ của anh cái số tiền là 1.000.000 á, thì em trích ra em cho bé Phước nha. Cái này là của con kêu bằng chú Lucas, chú Hùng á. Cái này của con nè, con hai tay rồi, con cảm ơn chú Lucas. Con xin cảm ơn chú Lucas đã trao tặng cho con 1.000.000 rồi. Con để con cảm ơn mua chú đồ ăn rồi. Ấy ha, để coi coi để con ra con cái chỗ học sửa xe đó. Con hỏi người ta trước ha. Này con có điện thoại không? Có con điện, có. Điện cho dì con đó. Có thì nữa con nhắn cái số cho dì Trang. Dì Trang có muốn liên lạc gì con, dì Trang hỏi gì thì Trang đúng rồi. Liên lạc cho con. Chị kêu dì Trang cho số đi. Con cho số dì Trang. Đây, có số nó mới điện ra nè, quên. Không phải số con đâu. Nãy ai điện? Không có, con hàng này điện. Dạ. Ý là nó cho số rồi đó. Dạ. Chứ nó không nhớ số. Rồi, bây giờ thì Trang xin phép kết thúc cái clip này ở đây ha, và Trang gửi lời cảm ơn đến anh Lucas Nguyễn ở Mỹ rất là nhiều luôn. Em cảm ơn anh đã dành tình thương cho những hoàn cảnh khó khăn ở quê em, cũng như là cảm ơn quý ông bà, quý cô chú, quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh trong công tác thiện nguyện. Thì một điều gì đó Trang rất là hy vọng có một cái phép màu gì đến với em. Hoàn cảnh thì quý vị nhìn sơ lược ngôi nhà thì cũng không phải là của em ở đậu, và mẹ thì mất ở sau lưng Trang là bàn thờ của mẹ. Ba thì bỏ đi từ rất là lâu rồi, nên là chỉ còn mình em. Thì Trang hy vọng mà chắc là em phải có một cái nghề hoặc là cái gì đó để mà giúp cho em nó sống sau này. Thì cái đó thì dì Trang không có hứa, nhưng mà dì Trang sẽ cố gắng ha. Con có muốn nói gì với ông bà cô chú không? Con xin thay mặt gia đình con cảm ơn cô chú. Rồi. Ngoan ngoãn nha. Mình không còn ba mẹ dạy dỗ. Ngoan lắm rồi, ngoan lắm. Thì con cố gắng lên, tự cũng bản thân cái bộ mình. Không có dám ngỗ nghịch, ngoan lắm. Con thấy nó hiền á. Bữa con có phát gạo có một lần nó lên, nhưng mà lúc đó thì dì Trang nói dì Trang xuống nhưng mà chưa có xuống được, tới bữa nay mới xuống. Thấy nó tội nghiệp lắm. Bữa đó con như là bữa đó Trang có trích tiền của anh Lucas cho 300.000, nhưng mà do cái đoạn clip nó bị mất âm thanh đó, nên là bữa đó Trang không có để lên. Vậy thôi bây giờ Trang đi về ha. Rồi lấy xong có ra ngoài nha. Có ra bây giờ đàn ngoài nha. Dạ, nếu mà có điều kiện con xuống lần sau thì con đi. Dạ. 03 0328. Dạ. 894. Dạ. 714. Dạ. Rồi. Có bé Phước nha. Dạ, bé Phước. Nó ngoài dành nhiều thì chỉ kêu nó ra. Dạ. Thì ở đây đi về bằng giường tiếp tôi. Dạ. Rồi ăn cơm. Ai mướn gì mà bằng bảy. Ai kêu mặn cái gì cũng bằng tiếp hết. Người ta cho nhiều kệ, cho 10.000, 20 thì cũng lấy đăng mà mua đồ ăn đó, mua trái cây, mua bông rồi cúng mẹ đó. Đó, mua gì cúng đó. Thôi gắn lên nha con. Số tiền không nhiều, không ít, nhưng mà con gìn giữ đó, con sống. Mà nhỏ xíu, như con hí, như con nhí, tôi nữa không biết gửi ai. Rồi, bây giờ thì Trang xin phép gửi lời chào ha, Trang đi về. Vậy Trang đi về ha. Rồi, đi.